Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV trong phần chơi Minecraft Dawncraft. À, chúng ta đang ở chỗ Nairober Primordial One. Nhìn thấy căng thẳng quá. Ê, cái gì vậy? Thiên bấm của Atlas gì vậy? Không hiểu lý do vì sao luôn. Ê, của Atlas này là của Atlas mới. Không liên quan gì rồi. Đây là gộp hai cuốn Atlas lại. Sai rồi, sai rồi. Tính để dành copy cuốn Atlas ra. Cái gì vậy? Ô, cái gì vậy? Tại sao lại tấn công vô ngôi làng như vậy? Con zombie đâu? Ô, nó đang tấn công kìa. Rồi xong, ok, người ta xử rồi. Mà mấy ngôi làng này thị phi quá. Thị phi hết chỗ nói luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ cần phải leo lên trển, mình coi thử coi tên đó làm sao. Tên đó ra làm sao mà tên kia ra làm sao. Đào tường vô được không ta? Cái này cho đào không á? Tại nhiều khi nó không cho đào, thấy không? Ê ê ê, cho đào kìa. Ố về luôn. Đây là Grey Concrete. Chính xác. Bây giờ ui, quơ mấy cây nè. Quơ mấy cây nè. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải lấy túi. Không có rồi. Không có. Không có thì làm cho nó có. Làm cầu thang leo lên chứ gì đâu. Ladder. Ladder. Ladder season. Oh. Chỉ có 8 cái à? Giỡn à? Like. Like the good. Không chơi. Hello. Gì thiếu gì vậy? Missing item. Mới làm sao missing item? Quá chừng luôn, missing item kiểu gì? Oak plank, spruce plank. Có chuyện đó nữa sao? Spruce plank không làm được ladder. Unbelievable. Enderside. Enderside ladder. Create. What? Công thức kỳ kỳ vậy. Bắt buộc phải là Ork. Ork ladder. Tôi thích root thì sao? Rồi công thức này đây. Ủa công thức này không có chỗ là sao? Not supported for this recipe. Kỳ vậy. For this recipe là không support. 24 cái. Đi kiếm chỗ nào không có cái cây á. Ố về luôn. Cứ tưởng lên trên đây là sẽ đông lắm chứ. Nhưng mà chỉ có một mình tên đó thôi. Nó kia. Ôi hiệp sĩ. Cầm xong kiếm luôn. Ôi nón đẹp quá anh. Nón đẹp quá vậy. Ê. Tên kia. Ê khoan. Bây giờ xuống đó là một trận chiến solo hay hội đồng. Anh ơi. Theo các bạn thì đây là solo hay hội đồng? Giờ nó hỏi giờ muốn đánh solo hay muốn đánh hội đồng nữa rồi đây. Có cái rớp nào không ta? Có không? Có không? 22. Tháo ra đóng lại. Lấy dây thả xuống. Để vô chơi solo hay chơi hội đồng đây. À, đá cuội. Chúng ta sẽ cần thả dây xuống. Thả ở vị trí nào đó đẹp đẹp chút. Cái này là cái gì vậy? Ố về luôn, cái này không nên. Rồi mình cũng hả làm cho khu này nhìn ra gì và này nọ một chút. Mặc dù nó không có ý nghĩa gì lắm. Chơi hội đồng hả? Hội đồng là nguyên một đám đánh một đứa đó.
À, giờ chờ xíu, chờ xíu. Ai, chưa cho ngủ nữa. Cho tôi ngủ một cái. Rồi, bây giờ ta sẽ cần phải làm sao cho đẹp. Nay đẹp mới được nữa. Không đẹp không chịu, đẹp mới được. Plan rồi, plan xài hết rồi hả? Plan xài hết rồi, cái này là fan. Fan rồi. À đây nè, đây nè. Có nè, có nè. Coi chừng té nha. Đó. Làm gì ghê gớm vậy? Thả cọng dây xuống. Ok luôn, đã xuống thế giới. Ghê chưa? Đầu tư ghê không? Đầu tư để xuống đường Nairobi luôn. Ở hắn đứng đây luôn kìa. Ê! Tên kia! Sao giờ? Hắn ta có thiệt là hiệp sĩ hay không? Ai tinh thần hiệp sĩ chút anh ơi. Bay 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 bay, làm trời vậy, làm trời vậy, làm trời vậy. Ông hiệp sĩ mà ông chơi gì kỳ vậy? Hả? Ủa có gì dưới đó? Có cái lỗ nữa, ông mới đào cái lỗ xong. Ăn chung. Hiệp sĩ chơi kỳ á. Hiệp sĩ gì chơi kỳ thấy không? Nó làm cái đùng luôn. Ấu về luôn. Thì ra là hắn ta chơi như vậy. Bơi lên luôn. Bơi lên luôn, cái gân xuống. Xuống, 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 xuống. Xuống. Ôi. Ôi, 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 lên kìa, lên kìa. Lên kìa. Ghê chưa? Hắn ta mới té. Đâu rồi? Quay ai vô? Anh trai hiệp sĩ đâu rồi? Hả? Thì cái này nó lấy ở trong Legend of Zelda đem qua mà các bạn. Cái ống thể lực á, y chang bên Legend of Zelda thôi. Ủa? Sĩ kêu kỳ anh. Sĩ kêu gì mà hả? Lướt vô xong cái bay mất tiêu luôn. Cái hả nổ banh chành hết tất cả mọi thứ luôn. Sĩ kêu kỳ anh. Hạ gục nó ở đây rồi sau này hả? Phiền toái lắm luôn á. Rồi sau này muốn triệu hồi hiệp sĩ lại là phải để đây luôn. Nằm đây nè, đâu có rớt dưới đâu. Bởi vậy thằng chơi này phải chọn đúng nền văn minh là sẽ đỡ. Chọn sai nền văn minh là mệt lắm. Wow, cái gì căng vậy? Con gì kia? Con drone. Đây là một cái bẫy. Cạm bẫy vô cùng khủng khiếp dành cho những người xấu số. Vô quánh cái rớt thẳng dưới luôn. Ủa có gì đây nè? Khoan, muốn gì? Có gì đó nó sai sai vậy ta? Hả? Oh. Được khai sáng. Ô về luôn. Bạn đã được khai sáng. Chúng ta đã thấy được một con đường đóng cửa mở cửa vô đánh con boss. Ô về luôn. Thiệt là thú vị. Thú vị quá đi. Thú vị chưa? Rồi bên dưới là một cái khu tối thui. Mấy con gua quá chừng luôn.
Khu này đẹp quá nhưng mà bên dưới đó phải đi thắp sáng lên thì mới sử dụng được. Có mega thoát không? Không có mega thoát. Kiếm chỗ này làm nhà luôn cũng ok lắm á. Nhưng mà phải bao bọc lại sau đó cho nó thoải mái ha. Thiệt luôn á. Phải bao bọc lại sao đó cho đẹp. Chứ vậy là không được. Thôi cái đường xuống của tôi rồi. Cầu thang rồi. Thang đâu mất rồi. Cầu thang đâu. Ta lấy cây đuốc đánh dấu cái coi. Đuốc đâu. Hot. Không có nữa chứ. Rồi, Atlas đâu? Night Rover. Boss để hình khác đi ha. Không rồi đó. Nhờ sức mạnh của hàng nóng. Vô, tiễn lên đường luôn. Quá dữ. Mà tên đó cũng chỉ rớt ra mỗi con mắt thôi, cũng chẳng rớt ra cái gì đặc biệt hết. Ủa không có cái nón luôn à. Tại dưới người ta chắc phải đánh thêm mấy lần nữa đó. Mà hắn cũng mạnh lắm nha. Hắn ta có chơi chiêu gì mà đạp ba cái dù luôn. Ôi cái gì kìa. Chúc mừng bạn luôn. Chúc mừng luôn. Rồi bây giờ chỗ này phải coi lại. Hay chúng ta lót lại backup ta để hả chuyển cái cục nó vô trong. Cục nó nằm ngoài không có đẹp tí nào hết. Canadino. Giờ đi về. Unrecommended. Xích ra cho tôi đi mấy ông ơi. Ở đâu rồi? Thuốc kinh kia luôn. Wow, nhiều quá vậy. Yeah. Cầm cái bình. Ok, ta đã quay trở về nhà. Crossbow. Và một đống thứ. Đồ quá chừng luôn. Chúc mừng bạn. Ủa hàng gục tinh đó không có món gì trơn ta. Không có con mắt luôn. Ơi không có cái món gì đặc biệt luôn. Không có cái nón luôn. Ông này sao rồi? Oh, chúc mừng. Chúc mừng. Ngôi làng zombie. Quá căng thẳng. Trân trọng giới thiệu đây là ngôi làng zombie. Chúng ta qua bên này đi. Bên này đỡ hơn. Ông ơi, ông ơi. Không tin tin được, không kêu ổng ra được. Thiệt luôn á. Kỳ vậy. Chuyện gì vậy? Rồi, bạn đã defeat được tên Night Rover rồi hả? Hồi xưa là tên đó khỏe lắm. Giờ chắc hắn già rồi cho nên hắn bị yếu. Rồi, cái tên kế tiếp cũng là con người luôn, đang giữ con mắt. Đang sống rất là thoải mái tại nông trại của hắn. Ồ, tại sao hắn sống nông trại? Đây là địa chỉ nè. Đó, đi tìm địa chỉ đi. Ok. Yellow van handle, gray handle, diamond anvil, anvil. Rồi unlock được một đống sharp sử dụng. Water wheel.
Water wheel. Water wheel nhỏ. Jason block nhỏ hơn, cái kia bự hơn. Rồi sao nữa? Cái vấn đề là cái này nó có bằng cái kia không? Phải để lên trên cái gì nữa nè. Ta làm cho đẹp nữa nè. Ok luôn. Bên này đang xử lý không sao hết. Cái này nó hơi chậm ha. Rồi đi ngủ. Rồi bây giờ trước khi đi tìm con boss kế tiếp thì chúng ta cần phải dọn dẹp. Ổ ghê. Rồi bây giờ dọn đồ, chuẩn bị. Chuẩn bị bùm bùm chiếu mấy cái nữa này. Rồi hôm bữa có làm cuốn này rồi. Gì vậy? Scribing table. Scribe table. Vaccine hả? Ổ gì cũng được, miễn sao strip nó ra là được. Nairober xong nè. Ruin keep trading. Nairober. Guard map chưa có. Night tail. Gì ghê à? Village. Village gần nhất. What? Nói kế tiếp là night tail. Hả? Đánh củ dĩ hồ. Phải củ dĩ hồ không? Không để ý nãy cái tên luôn nha. Guard map, đây là đi tìm chỗ giải cứu mấy đứa nhỏ bị bắt nè. Bị bắt cóc. Thiệt là thú vị quá đi mà. Cung. Bắn cung. Hot game. Bắt ta bừng cô, bắt ta bừng cô. Rồi, vô. Còn thiếu gì không? Thánh Kurama. Kurama hay Kumara? Rồi, bây giờ để cái bàn này xuống đây. Để ngồi vẽ hình. Không có chỗ để nữa ta.
Đó, để vô. Để ngồi chơi vẽ hình. Bạn thích chơi vẽ hình không? Ta chuẩn bị ngồi chơi vẽ hình nè. Gỗ rút quá chừng đây nè. Đem theo. Vậy cái này đi. Trong cái túi này nó không có sọt lại nữa. Thử mấy cái clip coi có gì thay đổi không. Cũng không có gì thay đổi. Cần có widen. Widen đâu? Widen stalker. Widen wing này nọ. Cóc hận Biden Horn. Không khó, chúng ta chỉ cần một cái Biden Summoning triệu hồi ra thôi. Triệu hồi ra và bóc hốt. À, vậy đi. Ok. Bây giờ chỉ cần đơn giản thôi. Chúng ta sẽ cần phải coi làm clip thì cần phải có chỗ làm phép thì phải cần có chỗ trồng cây thì cần phải có làm sao để tính coi cây source. Potling thường là mình chơi trồng cây bởi vì nó có fertility, nhưng mà trong này không có fertility. Có cái gì tăng thích không ta? Có cái gì giúp cho nó grow không? Grow creature nó cũng không tốt lắm. Bây giờ ở ngoài đây á, thì cũng tạm ổn thôi ha. Tại vì để mấy cái này nó lớn hết trơn rồi thì thành ra nó không ai thu hoạch hết. Có con gì thu hoạch được? Con gì sẽ thu hoạch cái này để chúng ta tăng cái này lên? Biselio trồng nấm. Được thì bay, không phải bay nữa mà thì phóng đi bằng ạc Novao luôn cho rồi. Cần gì làm chổi, cái chổi đó cũng không đáng tin tưởng lắm đâu. Cái chổi của bản mod mà thật khác á, là nhiều khi đang bay cái rớt nào cũng hay luôn. Rớt khỏi chổi á. Nó cũng phiền phức lắm. Không hiệu quả. Giờ phải làm sao cho cây trồng tự động lớn lên, tự động thu hoạch mà không có tốn cái gì hết thì nó mới là hiệu quả. Cosberry
Horsepine. Ok. À, kiểm tra một cái nữa. Bữa nay mod pack mới cập nhật. Có bị reset đồ ăn không? Chính xác luôn. Ôi, mấy ông này chơi cày quá à. Mod pack cập nhật reset đồ ăn của tôi nữa rồi. Ăn uống khó khăn mà cứ hả chơi như vậy. Mỗi lần cập nhật lên là bay hết mớ đồ ăn luôn. Làm lại từ đầu. Osberry. Triệu hồi ta bân cô. Bởi vậy nó mới không có cái gì nó tự động. Triệu hồi ta bân cô. Bao ta bân cô. Ủa làm sao triệu hồi ta bân cô? Có không? Ở đây phải đi tìm ta bân cô. Ta bân cô là nó có thể tự động thu hoạch được cái phần sauce berry. Nhưng mà phải đi tìm nó. Vì thua Biden. Cuốn sách cũ. Hello. Hàng nóng đang bị thiếu đồ chơi quá. Cho nên đang xử lý công chuyện kiếm cách khác. Với lại bây giờ nhà kho thiệt là phê. Nó không có barrel, nó cũng chẳng có iron chest. Nó cũng không có hệ thống chest nào hết, nó chỉ có cái cloud storage thôi. Mà cái cloud storage này phải lên trên trời. Mà muốn lên trên trời là bây giờ phải phóng lên trên trời. Lên trên trời mới tìm được. A bân cô. Ta bân cổ chăm. Nó rớt ra cái ta bân cổ sát. Nhưng mà làm sao để triệu hồi ta bân cô. Cứ summon đầu ta bân cô. Ok luôn. Giờ phải đi kiếm ta bân cô. Rồi bây giờ căng thẳng đi kiếm ta bân cô để cho nó tự động xử lý chuyện bên đó. Quan trọng là bấm thả nó ra, nhưng mà bây giờ phải có ta bân cô. Yeah, the fast for ta bân cô.
Tại mất thắt mình chỉ bấm đao về và chơi thôi ha, không thấy lỗi gì hết. Update tùm sầm bữa giờ luôn đây nè. Cái quan trọng là các bạn hay có đúng nguồn hay không thôi. Cái nào đổi qua cái troll luôn. Rồi bây giờ đi qua bên kia đi. Gì vậy? Chuyện gì vậy? Sao có pháo bông chúc mừng nữa? What happened? Không biết lý do vì sao luôn. Bắt đầu. Đi tìm ta bân cô cái cho nó trồng sauce berry. Để nguyên một cái khu sauce berry luôn. Con này không phải. Khó tìm lắm luôn á. Phần chơi kia thì tìm nó dễ, phần chơi này tìm tới chừng nào luôn không biết nữa. Tại vì ở đây xài hệ thống gọi là cổ điển ha. Đó, cổ điển. Bản đồ vô cùng cổ luôn, cổ lô sĩ á. Chào mừng người anh hùng trở lại, người anh hùng chuẩn bị báo nó dân làng ở đó nữa. Bản đồ này đúng cổ lỗ sĩ luôn á. Nó không có thể hiện gì trơn á đó. Đi tìm ta bân cô là bao khó luôn. Trích mi mình còn không thấy nữa. Lấy đâu ra ta bân cô. Thiệt tình. Gì đây? Có cái tổ. Giờ chúng ta chỉ có đi vòng. Hên thì thấy ta bưng cô, còn không hên thì đi vòng. Gặp đám goblin nữa chứ thiệt. Không có thời gian cho mấy đứa đâu. Đó, nó kìa. Ta bân cô. Bé ơi, bé ta bân cô ơi. Rồi, xong rồi đó. Nó chụp rồi đó. Bum. Ta bân cô xem. Khó lắm chứ bộ. Ở gì đây? What? Powdering zombie. Skeleton. Bye bye. Gì nữa đây? Đám ăn cướp nó giết heo kìa. Nó hại gục mấy bé heo. Đúng là cái đám ăn cướp. Không bắt được thì chỉ còn nước là cho nó bùm thôi. Rồi xong
đem về Biden nó thôi, đi thua hấp Biden đó. Phai nó vô làm familiar luôn. Tablet of Biden, Retour of Biden nè. Hơi mắc. Từ từ. Đợi đi về giải quyết công chuyện cái đó. Tại vì bây giờ qua bển ở đó nó còn tùm lum lắm. Đồ từ lứa hết trơn hết á, không có cái gì phân loại ra được hết. Dominion One nữa. Có chưa? Dominion One. Và phải làm thêm Retour. Làm thêm mấy cái kia nữa. Có game đây. Amethyst. Ở đây chúng ta có Amethyst nhờ ta. Geo gì? Metai là mấy cái quặng đi đào thôi. Waystone ngay đó. Ủa, chưa lấy hả? Nằm xíu ở đây nữa. Giờ phải làm phép. Làm phép trưởng trưởng. Rồi bây giờ ta bưng cô trước đi ha. Rút rồi. Dominion One. Ây da. Cái gì? Dominion One. Nó sẽ cần phải có Enchanting Apparatus, Pedestal, Arcane Core, Enchanting Apparatus. Viết vậy đi cho nó dễ. Không phải trồng mây plum nữa nè. Không có Hopper Botany Pot luôn. Cho chúng ta đỡ vất vả. Đủ sắt không? 23 sắt. Hai vàng. Ôi, tùm lum hết. Nghe nó cũng thú vị đó. Đó là Rigmi á. Nhưng mà bây giờ phải bắt được Rigmi nữa. Nó lại là ra một vấn đề nữa. Đang là mùa hè.
giờ nhiều vấn đề phải xử lý quá. Tại vì mình đang rất là khó chịu cái nhà kho này rồi đó. Không biết là cái cloud chết nó có cải thiện gì không. Nếu mà sau này chúng ta làm cloud chết mà nó không cải thiện á, thì người ta quất luôn cái bộ symbol storage vô luôn, xài cho nó sướng ha. Khỏi cần chờ tác giả bỏ vô đâu. Để coi Tabunco là có thể tự động thu hoạch. Chế tạo nhiều thứ quá. Qua nhiều giai đoạn á. Có miếng đá nào hết vậy? Mắc dữ. Không đủ. Diamond nào. Trên internet Parathus trước. Rồi bây giờ cần thêm đá. Đá thì có thể thay thế tiếng gì vậy? Coi thử nó có thể thay thế bằng Andesite được không ha. Nhiều khi nó cho thay thế thì nó khỏe. Ok luôn. Năm cái pedestal. Làm 4 cái trước đi. Thông thường 4 cái là cũng đủ rồi. Chỉ có những công thức cao cấp á, nó mới cần tới 5 cái. Thì build lên cái. Thêm một cái imbuement. Tự cài thêm luôn hả? Chắc vậy. Tại vì bây giờ phần chơi này nó làm cục quá. Chúng ta nếu mà gọi là adventure thì phải giải quyết mấy cái chuyện mà kho chứa với lại đồ ăn cho thiệt là nhanh chóng ha. Thì các bạn mới adventure nổi chứ. Hở chút ra là vô. Hở chút ra là vô. 4% full. Nó có Sourceberry kế bên cái là hả, nó chiếu chiếu liền luôn. Vậy thì chắc chúng ta có thể sẽ để lần sau đi mình cho thêm Symbol Storage với lại Colossal Jet vô luôn. Chúng ta làm xong quăng vô. Dứt điểm chuyện kho chứa ha. Để chế tạo nó không có lằng nhằng quá. Bây giờ chế tạo nó lằng nhằng cái kiếm đồ tùm lum hết á. Làm việc nó không có được thoải mái. Vì sao adventure gì? Nhưng không phải đổi tên lại là phần chơi này không phải là adventure nữa. Adventure là phải vô hả, mấy cái chuyện đó nhanh chóng. Đi vào quốc thôi, ở nó nhiều.
Rồi, cây quan đâu? Dominion. Hai sauce, một cái này. Tờ workshop. Đâu thấy đâu. Rồi, không có luôn. Không thấy luôn. Một cây này có chưa nha, kiểm tra. Có cái quest nào nó cho cây đó không? Tự làm, chứ không có quest cho cái cây đó. Rồi, chiếu 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 lên cho tôi. Bùm. Dominion 1. Xong. May Bloom. May Bloom Seed. Một giống. Làm thêm Imbue mình vô. Nó chơi tàng hình. Ok, nó để coi sao. Cái bàn mà nó còn chơi tàng hình nữa. Nói vậy thằng chơi này ngộ lắm. Chơi mà đổi texture á, nhiều món đồ tàng hình luôn. Nó là thử thách. Người ta có thể nhìn ra được hay không? Các bạn có thể nhìn thấy. Giống đâu. Giống thì bao la. Tinh 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 tinh. Ánh sáng lên màu đẹp quá đi. May Bloom. Học nắm rồi kìa. Thật tình luôn á. Maple Bloom. Maple Bloom chậm đâu đây? Trồng ở đâu? Ôi, chuyện gì vậy? À, do cây này nó thu hoạch 3 x 3 mà. Thiệt tình. Hết hồn. Flag đâu? Mới banh cái flag luôn. Thiệt là hay quá đi. Thiệt là hay quá đi.
Anh cái flagship của tôi luôn rồi. Hiện tại bên này thì chúng ta chưa có tìm được chỗ ở ha. Tìm được chỗ ở cái mình sẽ trồng thêm này nọ nữa. Rồi từng khu riêng biệt chứ không có chơi như vậy. Chơi như vậy nó tùm lum lắm. Nó chế tạo không cần phải có công thức đó. Pineapple. Còn thiếu gì nữa? Hãy em ta bưng cô ra đi thu hoạch thôi. Gì đây? Cây nấm. 14% full. Vẫn là một cái hàng rào trước đi. Để lỡ nó thoát ra được thì phiền. Được. Cái gì vậy? Học cái hướng dẫn trước khi sử dụng. Underground chính xác luôn. Sao bấm không được? Cái bình kỳ vậy nha. Sử dụng ta bân cầu cham on được rau bấm được luôn. Không được. Giờ phải làm retour nữa hả? Làm tại giờ mình muốn làm đơn giản thôi. Sao? Ấy. Ta bưng cổ jam ông ơi, lấy ta bưng cổ sát. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi thêm 4 cái bàn nữa rồi đó. 6, 7, 8. 4 cái kia nữa rồi. Adesso. Năm, 6, 6, 6, 6, 6 không đủ. Lộn. Làm lộn làm lại. Ôi, nhìn cái thùng kìa. Đồ nhiều như vậy nhìn nó hả, cực kỳ khó chịu luôn á. Đâu có muốn nhiều đồ vậy đâu. Ấy là còn cục nữa.
Ta bưng cô cham cho nó chạy bệnh trước đi tính tiếp. Mình bao lại cho chắc cú. Nó không chạy là một chuyện, nhưng mà chúng ta cũng nên bao lại luôn. Lỡ nó chạy đi là phiền nữa. Một, hai, ba, ok. Rồi, làm phép đi. Xong rồi. Phép làm đẹp quá chừng luôn. Chiu 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 chiu. Chiu. Bum. À, bưng cô chăm. On an S0 location. Nó leo lên đây, sắm leo lên trên kia luôn. Không ổn. Mình thì bị đâm, còn bé này thì không bị đâm. Hay lắm. Đâu ta? Để đâu? Để đây. ONDT not clear. Rồi đó. Auto rồi đó. Auto rồi thì chúng ta bắt đầu trồng thêm. Bên này nó chưa tăng ha. Nó bỏ sauce berry vô rồi. Vậy thì cho ta bưng cô đi trồng cây. Từ ở đây thì từ từ chưa có làm. Ta sẽ cho ta bưng cô đi trồng cây. Đấy hả? Tự thu hoạch luôn. Phải đi bắt thêm ta bưng cô. Không đi bắt thêm á thì không có đủ mà sử dụng. Nó thu hoạch vậy là tốt á, chúng ta đỡ tốn công chuyện. Bây giờ á là chỗ này nó đang rất là khó chịu ha. Mình đang muốn dọn đi nơi khác đây. Dọn đi chỗ nào đó mà chúng ta có thể thoải mái xây dựng, quậy phá mà không ảnh hưởng. Hello. Anh nó dòm mới đó luôn nha. Thu hoạch con. Rồi, bé đã mệt rồi cho nên đang ngồi nghỉ. Nó thay em ta bưng cô luôn. Rồi, như vậy là xong phần đó. Bây giờ chúng ta còn cái gì nữa? À ha. Chỗ đánh boss hồi nãy rộng nhưng mà bên dưới rất là nguy hiểm. Tàu tầm bậy là đi xuống dưới luôn á. Firework, 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 cần có một gunpowder, cần có giấy. Chứ cái gì? Công thức này, firework star.
cái gunpowder, một cái màu gì đó. Thuốc nhuộm nào cũng được. Không cần, hoài lộn luôn, không cần giấy, quên. Đâu, cách phép đâu. Chỗ đánh boss hồi nãy rất là ok ha, nhưng mà con boss này nằm ngoài thì nó không được hay cho lắm. Rồi dẹp cái này đi, hủy cái này đi, tên lại. Nâng spellbook lên. Có không? Có. Có luôn. Block of thought có luôn. Một obsidian. Có luôn. Mấy cái nhà kho này hả? Phải nói là không thể nào chấp nhận được. Một diamond. Thì ba diamond luôn, ghê vậy. Tại hết luôn. Rồi còn cuốn Master Spellbook nữa. Hạt mây chưa. Từ đi. Thì nghĩ coi là làm cái gì. Kia cần có Widen Spy với cái này, 5 cấp. Rồi Widen Spy là bữa đưa đi mất tiêu rồi. Cần gì ta? Thì làm cái break trước đi. Ồ, nó có break sẵn rồi mà. Chưa. Ủa, sao nó không có? Không có công thức. Tier 1 clip. Yeah. Đi vô coi thử coi. Oh. Seal away. Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi làm nhiệm vụ tiếp. Hoặc là nó đã bị khóa lại do ông tác giả ông khóa. Không biết luôn nha. Lý do là vì sao?
không có công thức. Mấy cái khác cũng có một số cái. Mấy cái này cũng có, cái đó là không có. Hello, hello. Rigmi farm con gì vậy? Rigmi muốn farm được đó là các bạn phải nhốt cái con nó lại. Chưa kể là hả, phải để cho Rigmi đứng nhảy hoài nữa. Nó cũng phiền toái nhiều thứ lắm. Nói chung là giờ phần chơi này á, nhà kho là một vấn đề vô cùng đau đớn đây nè. Giải quyết vấn đề nhà kho trước đi. À, ok ha. Nó rộng rãi. Chứ nó mà như vậy á hả, xài không có được. Cũng vô một chút là tùm lum đồ hết trơn luôn. Tô làm dư ra một cái ta. Nó bỏ, hình như là tác giả tắt mất cái break này hay sao rồi đây, không có công thức nè. Tier 1 nè, ví dụ như Tier 1 công thức nào học được thì học à. Clip up ignite nè, thấy không? Nhưng mà break là không có rồi đó. Grab được đâu, có công thức đâu grab. Nè, ai mà không biết bấm chuột phải sau khi đã grab cái clip. Nãy giờ mình cũng làm đó thôi, nhưng công thức này đâu có nữa đâu. Công thức của cái phần break clip không có. Không thấy. Kia này thì cần phải có. Thì sao làm đi đào được. Nghi ngờ. Này chắc tác giả tắt. Hầu hết đều có công thức nữa không? Mail cắt. Triệu hồi sói. Poser. Không có. Explosion. Bấm cái nó nổ. Nổ đến cỡ nào? Nghi là chắc có cần khai sáng quá đi. Chắc là phải đánh thêm một con nữa thì nó mới unlock cái clip đó ra. Một con boss nữa đó. Thì là phải đi tìm con boss đó. Night Tail ta về hưu rồi cũng tìm nữa. Thiệt tình luôn á. Rồi và như vậy là trong ngày hôm nay thì chúng ta đã hạ gục được con boss thứ ba là Night Boss Rover. Cũng như là chúng ta đang có bé Tabunko đang auto tự động trồng cho mình cái phần chỗ này. Và chúng ta cũng có thêm mấy cái phần Pedestal làm công thức. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip khác. Bye bye.